Chiến sự Trung Đông, các bên sẵn sàng khôi phục đàm phán ngừng bắn. Tổng thống Iran chỉ trích Liên Hợp Quốc không hiệu quả trong giải quyết xung đột tại Trung Đông. Tình hình Syria căng thẳng Nhật Bản hỗ trợ Palestine. Tổng thống Putin muốn nhanh chóng chấm dứt xung đột với Ukraine. ao ảnh đỏ thay đổi kết quả bầu cử Mỹ, bà Harris lo ngại phản ứng trái chiều từ ông Trump. Bóng bay thả truyền đơn của Triều Tiên rơi xuống dinh Tổng thống Hàn Quốc. Liên tiếp xảy ra đánh bom ở các tỉnh cực Nam Thái Lan. Ấn Độ sơ tán khẩn cấp trên 300.000 người trước siêu bão Dana. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức đáng chú ý về tình hình chiến sự tại Trung Đông. Hôm qua ngày 24 tháng 10, các bên liên quan trong cuộc xung đột tại giải Gaza đồng loạt lên tiếng bày tỏ sẵn sàng khởi động trở lại các cuộc đàm phán ngừng bắn dưới sự bảo trợ quốc tế trong thông báo chính thức, văn phòng thủ tướng Israel cho biết, thủ tướng Benjamin Netanyahu hoan nghênh việc Ai Cập sẵn sàng thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và phong trào Hamas. Thông báo khẳng định, cùng với việc phái cử giám đốc cơ quan an ninh Sinbad Ronnerba tới Cairo hồi trong tuần, để thảo luận triển vọng ngừng bắn với giới chức Ai Cập, thủ tướng Netanyahu cũng chỉ thị giám đốc cơ quan tình báo Mossad David Banner tới Doha vào chủ nhật này để thảo luận với thủ tướng Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và giám đốc cơ quan tình báo trung gương mỹ CIA Bin binburn về cùng chủ đề trong khi đó tại cairo giới chức ai cập xác nhận đã tiến hành thảo luận với phái đoàn hamas về tình hình giải gaza và biện pháp tháo gỡ các rào cản gây trở ngại cho việc hạ nhiệt xung đột cairo khẳng định cuộc thảo luận là một phần trong nỗ lực của nhà nước này nhằm khôi phục các cuộc đàm phán ngừng bắn cho gaza về phần mình một quan chức cấp cao hamas nói với hãng tin afp rằng nhóm này đã thông báo tới giới chức ai cập về việc sẵn sàng ngừng bắn và chấm dứt chiến sự ở gaza nếu israel cam kết thực thi thỏa thuận thông tin tích cực về khả năng khôi phục đàm phán ngừng bắn tại gaza xuất hiện trong bối cảnh ngoại trưởng mỹ antony blinken vừa tiến hành một loạt cuộc thảo luận quan trọng tại israel ả rập saudi và qatar về biện pháp nối lại đàm phán tiến tới thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin mới giữa Israel và Hamas, ngoại trưởng Mỹ tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải khôi phục đàm phán và tiến tới thỏa thuận ngừng bắn, tạo tiền đề cho việc chấm dứt hoàn toàn chiến sự ở Gaza cũng như toàn khu vực. Tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian, hôm 24 tháng 10 đã chỉ trích Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì không giải quyết được các xung đột tại Trung Đông. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi diễn ra ở Nga, Tổng thống Iran đánh giá ngọn lửa chiến tranh vẫn đang hoàn hành ở giải Gaza của Palestine và các thành phố của Lebanon. Nhưng các tổ chức quốc tế, đứng đầu là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, những người thúc đẩy hòa bình và an ninh quốc tế đã thiếu hiệu quả trong việc dập tắt ngọn lửa của cuộc khủng hoảng này. Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Israel-Hamas, Iran đã chỉ trích cơ quan của Liên Hợp Quốc này trong việc ngăn chặn xung đột leo thang ở Trung Đông. Ông Marcel Bezeskian cũng lên án Israel đã vi phạm ranh giới đỏ của các quốc gia nhau gây ra làn sóng bạo lực và khủng bố mới. Căng thẳng gần đây giữa Israel và các lực lượng trong khu vực đã leo thang đáng kể khiến thế giới không khải lo ngại về khả năng xảy ra chiến tranh toàn diện ở Trung Đông, Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng cảnh báo tình hình đang ở mức báo động, không loại trừ nguy cơ bất ổn lan sang Syria, ảnh hưởng tiêu cực đến hòa bình và an ninh quốc tế. Hiện dấy lên nhiều lo ngại rằng các tính toán sai lầm hoặc thất bại trong ngoại giao giữa các bên xung đột có thể đẩy Trung Đông đứng trước miệng hố chiến tranh. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, Joe Pedersen, hôm qua dẫn số liệu cho thấy hàng trăm nghìn người chạy trốn khỏi Liban vào Syria. Đồng thời lưu ý tháng qua đã chứng kiến chiến dịch không kích của Israel diễn ra nhanh nhất và rộng khắp nhất trong 13 năm qua. Các binh sĩ Israel gần đây cũng thiết lập các rào chắn mới trên biên giới giữa cao nguyên Golan và nước này chiếm đóng và một giải phi quân sự giáp danh với Syria. Theo thông cáo báo chí do Bộ Ngoại giao Nhật Bản vừa công bố vào chiều ngày hôm qua, 24 tháng 10, Ngoại trưởng nước này đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ngoại trưởng Palestine Mohammad Mustafa để trao đổi về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Tại điện đàm, Ngoại trưởng Nhật Bản Awaya Tekashi bày tỏ sự quan ngại sâu sắc tới tình hình căng thẳng liên tục leo thang tại Trung Đông, khu bờ Tây và chiến sự đẫm máu tại giải Gaza. Ông Iwaya nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đình chiến tại giải Gaza và nêu bật đóng góp của Nhật Bản cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và những nỗ lực ngoại giao hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn càng sớm càng tốt tại đây. Đồng thời cam kết Nhật Bản sẽ tiếp tục giữ một vai trò tích cực trong công cuộc tái thiết thời kỳ hậu chiến. Ngoại trưởng Nhật Bản Iwaya cũng đề cập vấn đề cải cách của chính quyền Palestine khẳng định lại quan điểm trước sau như một của Nhật Bản về việc ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel Palestine và cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông. Về phần mình, Thủ tướng Ngoại trưởng Palestine Mohammad Mustafa bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ thiết thực và hiệu quả mà Nhật Bản dành cho nhân dân Palestine, đồng thời đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Nhật Bản về với vấn đề Trung Đông. Ông Mohammad Mustafa cũng cung cấp thêm thông tin cho phía Nhật Bản về tình hình giải Gaza và quá trình cải cách của chính phủ Palestine, đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục đóng góp vào những nỗ lực nhằm cải thiện tình hình hiện nay hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan đến trung đông và tiến trình hòa bình trung đông được biết đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên của ngoại trưởng nhật bản iwa với lãnh đạo palestine kể từ sau khi nhậm chức trước tình hình lực lượng hamas và israel sẵn sàng tham gia đàm phán ngừng bắn tổng thống nga vladimir putin cho biết tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh pris nga cũng như tất cả các thành viên của khối pris đều mong muốn giải quyết xung đột ukraine một cách hòa bình và nhanh nhất có thể mọi người đều mong muốn quyết tâm chấm dứt xung đột Ukraine càng nhanh càng tốt và tốt nhất là bằng các biện pháp hòa bình. Tổng thống Nga Putin phát biểu hôm 24 tháng 10. Nhà lãnh đạo Nga nói thêm nhiều nước thành viên BRICS như Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Nga và Trung Quốc ủng hộ đề xuất này và Nga rất biết ơn các đối tác đã tìm cách giải quyết xung đột. Chủ nhân Điện Kremlin lưu ý Ukraine nhiều lần từ chối các cuộc đàm phán hòa bình rất phi lý. Tuần trước trả lời phỏng vấn báo chí, ông Putin nói, Ả Rập Xê Út có thể sẽ là địa điểm thích hợp cho một hội nghị thượng đỉnh tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột Ukraine. Ông nhấn mạnh thêm bất kỳ giải pháp cuối cùng nào cũng phải dựa trên dự thảo được chuẩn bị trong các cuộc đàm phán mà Kiev đơn phương hủy bỏ ở Istanbul vào mùa xuân năm 2022. Theo ông Putin, phái đoàn Ukraine ban đầu thông qua một dự thảo hiệp ước trong đó cam kết Ukraine sẽ duy trì trạng thái trung lập và hạn chế quy mô quân đội, nhưng Kiev sau đó đột ngột từ bỏ các cuộc đàm phán. Trong khi đó, giới chức Ukraine cho biết họ không tin tưởng Nga và các nhà lãnh đạo phương Tây đã khuyên họ không nên chấp nhận các điều khoản của Moscow. Kể từ đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định rằng hòa bình chỉ có thể đạt được theo các điều kiện của Kiev, bao gồm cả việc khôi phục lãnh thổ Ukraine về biên giới năm 1991. Sau công thức hòa bình, ông Zelensky mới đưa ra cái gọi là kế hoạch chiến thắng, gồm các điều khoản khác nhau, trong đó có yêu cầu Ukraine cần được mời gia nhập NATO. Tuy nhiên, Moscow nêu rõ, Nga không bao giờ chấp nhận Ukraine gia nhập NATO dưới bất kỳ hình thức nào. Một số nước phương Tây cũng không ủng hộ việc sớm mời Kiev gia nhập Liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt. Tổng thống Putin tháng trước cho biết, ông tin rằng Ukraine rốt cuộc sẽ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán bởi chiến dịch đột kích vùng biên giới Kursk ở Nga cuối cùng sẽ thất bại. Trong các bình luận gần đây, giới chức Nga đều khẳng định quan điểm Moscow không từ chối đàm phán, song đàm phán phải dựa trên tình hình thực tế. Cuộc đua vào Nhà Trắng cũng trong tình trạng sụp sôi khi ngày bầu cử đang ngày càng sát nút. Đảng Dân Chủ đã chuẩn bị sẵn sàng cho viễn cảnh một ảo ảnh đỏ vào đêm bầu cử tháng 11 để có thể dẫn hàng loạt phản ứng mạnh mẽ từ cựu Tổng thống Trump cũng như những gì ông đã làm vào năm 2020. Giới quan sát cũng lo ngại về khả năng sẽ có thêm một vụ bạo loạn tại Điện Capitol nếu ông Trump thất cử. Xuyên suốt lịch sử chính trường Mỹ, hầu hết cử tri đều bỏ phiếu trực tiếp vào ngày bầu cử giúp việc kiểm đếm tương đối đơn giản. Tuy nhiên, sau năm 2000, hình thức bỏ phiếu qua thư và sử dụng phiếu bầu tạm thời ngày càng được ưa chuộng, buộc các ủy ban kiểm phiếu phải kéo dài thời gian làm việc sau đêm bầu cử. Đặc biệt năm 2020 xu hướng này trở nên mạnh mẽ hơn khi nhiều cử tri chuyển sang bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu vắng mặt trong thời kỳ giãn cách vì đại dịch Covid-19. Do sự khác biệt giữa các đảng phái trong việc áp dụng các hình thức bỏ phiếu thay thế này, kết quả bầu cử có nhiều thay đổi. Thuật ngữ ảo ảnh đỏ ra đời từ khi đó mô tả việc các ứng cử viên của đảng đỏ dường như có lợi thế lớn vào đêm bầu cử nhưng lợi thế này sẽ dần giảm xuống khi có nhiều lá phiếu gửi qua thư ủng hộ đảng dân chủ được kiểm đếm. Tại thời điểm này truyền thông Mỹ vẫn đang nín thở chờ đợi viễn cảnh cựu Tổng thống Donald Trump sẽ kết thúc cuộc bầu cử sớm và tuyên bố thắng cử trước mọi lá phiếu được kiểm, như những gì ông đã làm vào năm 2020, đặt niềm tin vào ảo ảnh đỏ trong đêm ngày bầu cử mùng 3 tháng 11 năm 2020. Ông Trump tự nhận đã chiến thắng đối thủ Joe Biden, mặc dù kết quả bầu cử tại các tiểu bang chiến trường vẫn còn quá xít sao để có thể dự đoán. Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ những người Cộng hòa đồng hành cùng ông Trump. Cựu thống đốc New Jersey Chris Christie gọi đây là quyết định chính trị tồi tệ trong khi cựu thượng nghị sĩ Pennsylvania Rick Starum cũng không tán đồng những tuyên bố của ông chủ cũ Nhà Trắng. Và ngay sau đó, khi kết quả được ấn định về chiến thắng thuộc về Đảng Dân Chủ, ông Trump lập tức kêu gọi Georgia tìm 11.780 phiếu bầu để có thể lật ngược kết quả của tiểu bang với lý do cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. Khi chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày bầu cử, Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết đang chuẩn bị cho kịch bản ông Trump well, sử dụng cùng một chiến thuật trong lần tranh cử này. Uh, Bà nói với NBC News some rằng some Đảng Dân Chủ có đủ nguồn lực và chuyên đề môn đề để ứng phó trước kỳ bàn cựu tổng thống đặt niềm tin sai lầm và ảo ảnh đỏ trong đêm bầu cử. Ông Bob Betty, Trưởng khoa Khoa học chính trị của Đại học Washburn của Mỹ nói với Newsweek rằng cách tốt nhất để dự đoán những hành vi tiếp theo của ông Trump là dựa vào những hành động và lời nói trong quá khứ của ông. Ông ấy rất có thể sẽ tuyên bố kết thúc cuộc bầu cử sớm bất kể kết quả ra sao. Điều này có thể tạo ra sự ngờ vực đối với kết quả kiểm phiếu được đưa ra sau tuyên bố của ông ấy và thậm chí khuyến khích một số viên chức địa phương không tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu vì ông Trump đã tuyên bố thắng cử. Ông Betty nói, "Tuy nhiên, Bà Sylvia Albert, cố vấn chính sách cho Đảng Dân Chủ và đại diện của tổ chức Common Cause, lại cho rằng sẽ không có vấn đề gì nếu ông Trump cố gắng tuyên bố chiến thắng sớm vì cuộc bầu cử được quyết định bởi cử tri, không phải ứng cử viên. Bà nói, chúng tôi mong đợi các ứng cử viên cho phép cử tri lên tiếng và tôn trọng ý nguyện của cử tri. Dù thắng hay thua, bản thân hệ thống bầu cử sẽ đảm bảo rằng ý nguyện của người dân được tôn trọng bất kỳ các ứng cử viên có thể tuyên bố như thế nào. Cuộc bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 đã khiến một số nhà quan sát đặt ra câu hỏi liệu ông Trump có chấp nhận thu cuộc một cách hòa bình trước bà Harris hay không? Theo giáo sư khoa học chính trị và pháp lý Đại học Hamline David Church, khả năng ông Trump cướp cò và tuyên bố thắng cử có thể tạo ra một động lực chính trị Tương tự như trong cuộc bầu cử trước, cựu tổng thống sẽ không vướng phải bất cứ rắc rối pháp lý nào với tuyên bố như vậy, song hành động này có thể được xem là một đòn chính trị đánh thẳng vào tâm lý muốn đứng lên bảo vệ sự công bằng của nước Mỹ từ những người ủng hộ trong trường hợp kết quả kiểm phiếu cuối cùng xoay chuyển theo hướng ông Trump không mong đợi. Tuy nhiên, bà Caroline Leavitt, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump đã nhanh chóng phản bác suy đoán trên. Đã có một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình được thực hiện vào năm 2020 và sẽ được tiếp tục vào năm 2024. Ông Trump đã nói rõ ràng, chúng ta phải có các cuộc bầu cử tự do và công bằng bà Levitt trả lời báo chí vào ngày 23 tháng 10 vừa qua. Một quả bóng bay của Triều Tiên đem theo các tờ rơi tuyên truyền chế giễu tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol đã rơi xuống khu dinh thự tổng thống Hàn Quốc ở Seoul. Đây là lần thứ hai dinh thự của tổng thống Hàn Quốc vốn được bảo vệ nghiêm ngặt bị bóng bay từ Triều Tiên thâm nhập. Vụ việc đầu tiên xảy ra vào tháng 7 năm nay. Cơ quan an ninh bảo vệ tổng thống Hàn Quốc cho biết, một quả bóng bay đã phát nổ trên không và các tờ giấy rơi xuống được xác định nằm rải rác xung quanh khu vực văn phòng tổng thống. Tuy nhiên, nó không gây ra rủi ro nguy hiểm hoặc ô nhiễm. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ Triều Tiên Hàn Quốc đang căng thẳng do Triều Tiên cáo buộc phía Hàn Quốc điều khiển các thiết bị bay không người lái xâm phạm không phận vào tận thủ đô Bình Nhưỡng. Lâu nay, các nhóm hoạt động tại Hàn Quốc thường thả bóng bay mang theo tờ rơi và đôi khi là ổ USB chứa nội dung tuyên truyền vào Triều Tiên. Kể từ tháng 5, Bình Nhưỡng đã thả hàng nghìn quả bóng bay mang theo rác thải và tờ rơi tuyên truyền qua biên giới để đáp trả việc Hàn Quốc thả tờ rơi tuyên truyền vào Triều Tiên. Truyền thông Thái Lan đưa tin đã liên tiếp xảy ra các vụ đánh bom, chủ yếu nhằm vào trụ sở cơ quan nhà nước ở các tỉnh cực nam nước này vào đêm ngày 23 dạng sáng ngày 24 tháng 10. Vụ đánh bom đầu tiên diễn ra tại huyện Ranzer, tỉnh Narathiwat của Thái Lan khi phiến quân kích nổ một quả bom tự chế được đặt trong cống thoát nước dưới đường. Vụ nổ khiến ba dân quân đang tuần tra bị thương và gây hư hỏng một đoạn đường giao thông. Trong khi đó, xảy ra liên tiếp hai vụ đánh bom ở huyện Panarai và tỉnh Patani vào dạng sáng ngày 24 tháng 10. Các vụ đánh bom này đều nhằm mục tiêu là trụ sở cơ quan nhà nước ở địa phương và gây thương vong cho binh lính trực chiến. Đáng chú ý, một vụ nổ trong số này ghi nhận hành vi manh động của 10 phiến quân khi chúng tiến hành tấn công trạm gác, cướp một số xe ô tô bán tải. Sau đó, chiếc xe này đã được gom và cho phát nổ trước trụ sở văn phòng hành chính huyện cùng đồn cảnh sát cạnh đó. Vụ nổ khiến hai tình nguyện viên bị thương gây hư hỏng nhiều tòa nhà và phương tiện đi lại của lực lượng chức năng. Theo truyền thông Thái Lan, các vụ tấn công bạo lực bằng bom xe đã liên tiếp xảy ra ở các tỉnh cực nam thời gian gần đây. Việc gia tăng tình trạng bạo lực được cho là có liên quan tới tiến trình giải quyết vụ án Thakbai xảy ra vào năm 2004. Cơ quan tư pháp Thái Lan đã khởi tố và phát lệnh truy nã nhiều bị cáo và nghi phạm liên quan đến vụ án này. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa một bị cáo nào hay nghi phạm chính nào bị bắt dù thời hiệu truy tố 20 năm đối với vụ án này sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, 25 tháng 10. Trước nguy cơ siêu bão Dana đổ bộ với sức gió lên đến 120 km h vào đêm ngày 24 và ngày 25 tháng 10, Ấn Độ đã quyết định dừng hoạt động 203 chuyến tàu và sơ tán trên 300.000 người dân đến nơi an toàn. Ban quản lý đường sắt bờ đông Ấn Độ đã phải chuyển hướng tạm dừng hoặc hủy khoảng 203 chuyến tàu để đảm bảo an toàn. Các tuyến đường từ Busbanetwa đến Baharat và Baradip được đặc biệt chú ý. Tổng giám đốc Bameswa Funsko cho biết công ty đã bố trí các đội ứng phó khẩn cấp, kích hoạt phòng tác chiến để theo dõi tình hình. Tại bang Odisha, chính quyền đã thiết lập hơn 7.000 nơi trú ẩn và sơ tán 300.000 người dân, trong đó có 2.300 phụ nữ mang thai. Tổng thống Mohan Charan Mahi khẳng định mục tiêu đặt ra là không để xảy ra thương vong các đội y tế và thú y cũng được triển khai cùng với lực lượng cảnh sát để đảm bảo an toàn thủ tướng Narendra Modi và bộ trưởng nội bộ Shah đã trực tiếp liên lạc với thống đốc ban Odisha để cập nhật tình hình và bày tỏ hài lòng với công tác chuẩn bị ứng phó chính quyền sẽ đánh giá tình hình sau khi bão đổ bộ vào sáng hôm sau